Đây đây, đây toàn đấy, học sinh này. Đông về đây. Đứng 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 chia sẻ luôn đi. Trước khi vào bài mới, thầy giáo kiểm tra bài cũ như sau. Phát biểu quy tắc nhân 2 phân số đã học ở tiểu học. Thực hiện phép tính sau. Điền vào ô trống để hoàn thành cách nhận biết dấu cổ tích. Thời gian cho các em suy nghĩ. 1 phút bắt đầu. Thời gian đã hết, thầy giáo mời một em đứng lên thực hiện phép tính trước cho thầy giáo, sau đó phát biểu quy tắc sau. Thầy nói bé lắm thầy ơi. Thầy nói to hết cỡ rồi đấy. Thầy mời Hải Nam thực hiện phép nhân. Thầy là ra 3 phần 4 nhân 5 phần 7 bằng 3 nhân 5 trên 4 nhân 7. Và kết quả bằng 15 phần 28. Đúng rồi, tiếp. Em thấy là ý thứ ý B 3 phần 10 nhân 25 phần 4 bằng 3 nhân 25 trên 10, 10 phần 42 rút gọn, còn 1 nhân 5 trên 10 trên 2 nhân 14 bằng 5 phần 20, 28. Đúng rồi. Tiếp điền vào chỗ trống. Đây là dấu gì? Em thấy đấy là dấu cộng ạ. Dấu gì? Em thấy đấy là dấu cộng ạ. Đấy là dấu trừ ạ. Theo. Đấy là dấu trừ. Rồi bạn Nam đã làm rất là đúng, là đúng hết các chỗ. Nào, phát biểu quy tắc nhân 2 phân số đã học ở tiểu học. Hôm nay thầy giáo gọi để cho điểm từng em một đấy nhá. Ta làm 4 nhân 2 phân số với nhau, ta lấy tử nhân tử và mẫu nhân mẫu ạ. Đúng rồi. Thầy giáo cho bạn Nam 9 điểm. Đó là đáp án của thầy giáo và bạn Nam làm đúng. Vậy thì nhân 2 phân số ở trung học cơ sở ta làm thế nào? Các em vào tiết hôm nay. Tiết 76 bài 9 phép nhân phân số. Một nhỏ quy tắc. Để đi đến quy tắc, chúng ta trả lời câu hỏi 1 sách giáo khoa trang 35. Câu hỏi 1. Vừa rồi thầy giáo đã kiểm tra bài cũ và bạn Nam làm rất tốt. Đó là thầy giáo cho phân số 3 phần 4 nhân 5 phần 7. Thì viết bằng 3 nhân 5 trên 4 nhân 7 và bằng 15 phần 28. Và ý B, kết quả bằng 5 phần 28. Như các em vừa trình bày ở phần thầy kiểm tra bài cũ. Như qua ví dụ, một em cho thầy giáo biết muốn nhân 2 phân số ta làm như thế nào. Thầy giáo mời Hạnh nào. Hạnh. Mà thầy là muốn nhân hai phân số, ta lấy tử nhân tử và mẫu nhân mẫu á. Hoàn toàn chính xác. Đó là nội dung quy tắc trong sách giáo khoa. Thầy giáo mời Khánh đọc cho thầy giáo nào. Nào, thầy mời Bắc đọc cho thầy giáo nào. Bắt đọc quy tắc. Nếu mà thầy là muốn nhân hai phân số với nhau, ta nhân các tử số với nhau và các mẫu số với nhau ạ. Đúng rồi. Thầy giáo yêu cầu các em về nhà học thuộc quy tắc trong sách giáo khoa trang 23. Vậy công thức tổng quát như sau.
phân số A trên B nhân với phân số C trên D thì được viết bằng A nhân C tất cả trên B nhân D. Các em làm theo ví dụ sau. Thời gian 1 phút bắt đầu. Thời gian đã hết, thầy giáo mời Dương nào. Dương không trả lời được, thầy giáo mời Ngọc nào. Thưa thầy, âm 4 phần 7 nhân 5 phần âm 9 bằng âm 5 nhân 5 trên 7 nhân 9 ạ, 7 nhân âm 9 ạ. Chính xác, tiếp. Và bằng âm 20 phần âm 63. Em nhân với âm 1 để cho thành dương là 20 phần 63. Hoàn toàn chính xác. Rất tốt. Ngọc thầy giáo cho 10 điểm. Vừa qua các em đã thực hiện phép nhân hai phân số với nhau. Bây giờ thầy giáo cho phép tính, thực hiện phép tính sau nhân 3 phân số. Thời gian cho các em 1 phút bắt đầu. Thầy giáo mời Mai nào. Em mời thầy 1 nhân với trừ 3 nhân 2, 2 nhân 5 nhân trừ 7 bằng 6, bằng 6 phần âm 70 ạ. 6 phần âm 70. 6 phần âm 70 à? Sai rồi. Nhân tử với tử này. 6 phần trừ 6 phần âm 70. Rồi các em chia cả tử vào mẫu cho mấy đây? Rút gọn đi. Chia cho 2 ạ. Chia cả tử vào mẫu cho 2 đúng không? Vâng. Rồi nha, thầy chưa cho điểm với em là làm chưa chính xác. Như vậy với hai phân số các em cũng nhân tử, với ba phân số thì các em cũng nhân tử. 4 5 phân số thì chúng ta cũng phải nhân tử với tử và nhân mẫu với mẫu. Qua đó muốn nhân ba phân số với nhau ta làm thế nào? Thầy giáo mời Vi nào. Em thưa thầy là muốn nhân 3 phân số ra nhân mẫu với mẫu, tử với tử ạ. À, chúng ta phải nói tử trước là nhân tử với tử và nhân mẫu với mẫu. Bây giờ chúng ta thực hiện hỏi chấm 2. Hãy thực hiện phép tính sau đây. Thời gian cho các em thực hiện hỏi chấm 2, 1 phút, 2 phút bắt đầu.
Thầy mời Vi nào. Sao mà nhiều quá vậy ạ? Thì A là âm 5 nhân 4 trên 11 nhân 13 bằng âm 20 trên 143. Có rút gọn được không? Hoàn toàn chính xác. Bạn Vi thầy giáo cho 9 điểm. Thầy giáo cho Vi 9 điểm. Ý B tiếp theo. Thầy mời Thư nào. Ý B là... Vi trả lời nốt à? Được rồi, cho Vi trả lời nốt nào. Em thấy ý B là âm 16 3 phần ở trên 3 35 nhân âm 49 trên 54 bằng âm 6 nhân âm 49 trên 35 nhân 54 bằng âm 1 nhân âm 7 trên 5 nhân 9. Em có thể là bằng 7 trên 45 ạ. 7 trên bao nhiêu? 45 ạ. 45 à? 95, 45 rồi. Thế bây giờ thầy hỏi Vi chỗ này để thầy cho 10 điểm này. Tại sao đến đây lại có số 1 lấy ở đâu? Trừ 1 này lấy ở đâu? Em thưa thầy là... Lấy từ âm 6 này. Trừ 1 là lấy từ... Âm 6 x 49. Không được nhắc nhá. Ôi! Trừ 1 này lấy ở đâu đây? Em thưa thầy. Rồi, thêm Vi 9 điểm. Như trả lời. Em nói rồi, trừ 1 là lấy rút gọn từ âm 6 ạ. Rút gọn thế nào? Là âm 6 chia cho 6 ạ. Chia cái gì cho 6? Đúng rồi. Chia âm 6 cho 6 ạ. Đúng rồi. Em không được nói như thế mà em bảo là 54 đây này. Dưới này có 54, 9 x 6, 54. Như vậy ở đây chia cả tử và mẫu cho 6. Thì trên này trừ 6 chia cho 6 bằng trừ 1. Dưới 54 chia 6 được 9, đây này. Tiếp tương tự như vậy, ở đây trừ 49 thì đây lại có 7. Tức là chia cả tử và mẫu cho 7 thì đây trừ 49 chia 7 được 7. 35 chia 7 được 5. Đấy nhá, chúng ta phải giải thích rõ như thế. Hai em giải thích vừa rồi không được điểm. Và kết quả cuối cùng bằng dương 7 trên 9545. Sắp ao rồi. Hỏi chấm 3 trong sách giáo khoa, trang 36. Gồm 3 ý. Thời gian cho 3 ý là 4 phút bắt đầu. Em làm thật nhanh như hôm nay thầy giáo lấy điểm cho các em đấy. Thời gian của các em bây giờ chỉ còn có 10 phút thôi, cho nên thầy giáo đề nghị các em làm thật nhanh. Thời gian đã hết, thầy giáo mời Phương nào. Em thưa thầy là em lấy âm 28 nhân với lại âm 3 phần 33 nhân lại 4 ạ. Rồi. Bằng 84 phần 132. Bằng 84 bằng 84 phần 132 ạ. Em lưu ý này. Em nhân vào đây này. Tử, mẫu nhân mẫu này, nhưng mà các em thấy này. Ở đây này, 28 chia cho 4. Chia được cho 4. Đúng không? Thì đây được 7. Đây này,
Thế em không nên nhân vào như vậy. Thì dưới mẫu còn 1, dưới 4 này còn 1 này. Trên tử là có trừ 3 này, chia cả tử còn 4 cho 3 này, trên tử còn trừ 1 này. Dưới mẫu còn 33 này. Như vậy kết quả là còn trừ 7 nhân với trừ 1. Âm nhân với âm lại ra dương thì bằng dương 7 trên 11 nhân 1 bằng 11. Đấy nhá, cách làm như vậy nhá, đừng làm như kiểu Phương nhá. Tương tự ý 2 cũng vậy. Các em lấy tử, mẫu nhân mẫu. Nhưng mà các em không lấy trừ 15 nhân 34 mà các em giả nước. Các em lấy cả tử và mẫu chia cho 15. Thì trên này còn trừ 1, dưới này còn 3. Chia cả tử và mẫu cho 17. Thì ở dưới còn 1 và trên tử còn 2. Và kết quả cuối cùng của chúng ta bằng kết quả. Còn ý C thì các em thấy này, 3 phần 5 tất cả mũ 2. Đây là dạng A bình phương thì chúng ta bằng A nhân A. Thì bằng 3 phần 5 nhân 3 phần 5. Trở về hai phân số cùng mẫu chúng ta nhân tử với tử, nhân mẫu với mẫu. Đến đây không giả nước được, chúng ta lấy 3 nhân 3 bằng 9, 5 nhân 5 25. Đấy nhá. Cách làm như vậy chúng ta đừng có lấy cái số tử là cao như thế mà nhân với nhau như trường hợp của Phương nãy là không được. Mở rộng của công thức này từ ví dụ 3 phần 5 tất cả mũ 2 thì người ta viết bằng 3 phần 5 nhân 3 phần 5 bằng 9 nhân, trên 25. 9 trên 25 lại viết bằng 3 nhân 3. 25 lại bằng 5 nhân 5. 3 nhân 3 thì người ta viết bằng 3 mũ 2. Và 5 nhân 5 người ta lại viết 5 mũ 2. Như vậy từ 3 trên 5 tất cả mũ 2 thì các em được quyền viết bằng 3 mũ 2 trên 5 mũ 2. Đây là công thức mở rộng mở phần công thức lũy thừa. Như vậy thầy giáo cho công thức tổng quát như sau. A trên B tất cả mũ N thì được viết bằng A mũ N trên B mũ N. Các em ghi nhớ công thức này vào để chúng ta vận dụng làm bài tập. Thầy giáo yêu cầu các em ghi công thức này để chúng ta vận dụng làm những bài tập. Trong trường hợp này, ví dụ cụ thể là 3 trên 5 tất cả mũ 2 thì các em được quyền viết bằng 3 mũ 2 trên 5 mũ 2. Và ngược lại, từ 3 mũ 2 trên 5 mũ 2 các em lại viết bằng 3 trên 5 tất cả mũ 2. Và công thức này có chiều ngược lại, đó là A mũ N trên B mũ N thì được viết bằng A trên B tất cả mũ N. Thầy giáo yêu cầu chỗ này thầy hướng dẫn này. Bây giờ thầy giáo có một số nguyên bằng trừ 2 nhân 1 phần 5. Thì theo công thức ở đây chúng ta thấy là nó bằng trừ 2 phần 1 nhân với 1 phần 5. Phần 1. Và bằng tử nhân tử bằng trừ 2 nhân 1 trên 1 nhân 5. Và bằng trừ 2 trên 5. Đấy, thì ở đây chúng ta được quyền làm như sau này. Trừ 2 nhân 1. Đấy, em thấy là trừ 2 này nhân với 1 phần 5. Thì các em chỉ lấy số 2, trừ 2 này nhân với 1 luôn. Còn cái số tiếp theo này, giữ nguyên này. Số 1. Tự nhân với trừ 2 này. Một người bị ao thế rồi. Các em có nhìn thấy không? Có. Rồi, mẫu các em phải giữ nguyên này. Mẫu không đổi. Tương tự như vậy, có ví dụ 2 như sau. Tương tự có ví dụ ban đầu này. Một người bị ao thế thì... Đây theo em đây trừ 4 nhân với 1 phân số. Đấy thì chúng ta cũng lấy cái số này nhân với tử thôi. Có nghĩa là bằng trừ 4 nhân với trừ 3. Đấy. Tử được nhân với trừ 4. Ao rồi ông giáo ơi. Một số em tắt mic đi nhá. Tiếp này. Mẫu thì không đổi. Như vậy từ cái phân số nhân với một số này và ngược lại ví dụ trên này. Ví dụ trên thì lại một số nguyên nhân một phân số thì chúng ta vẫn làm như vậy. Như vậy. Mẫu giữ nguyên này. Có nghĩa là gì? Từ trừ 3 phần 13 nhân với trừ 4 thì các em lấy trừ 4 nhân với trừ 3. Tất cả trên 3 trên 13 luôn.
qua hai ví dụ này, bây giờ các em hãy phát biểu cho thầy giáo. Muốn nhân một số nguyên với một phân số ta làm thế nào? Câu hỏi đặt ra là muốn nhân một số nguyên với một phân số ta làm thế nào? Thầy giáo mời Ngọc nào. Em nhanh lên nha, còn 3 phút nữa là hết giờ đấy, 3 phút là nó bật ra ngoài đấy. Em thầy là muốn nhân một số nguyên với một phân số, ta lấy số nguyên nhân với tử của phân số và giữ nguyên mẫu ạ. Hoàn toàn chính xác, em phát biểu rất đúng. Là muốn nhân một số nguyên với một phân số thì các em chỉ việc lấy cái số nguyên này này nhân với tử. Ví dụ như là trừ 2 nhân với 1/5 thì các em lấy trừ 2 nhân 1 trên 5 là xong, kết quả ra cuối cùng luôn. Tương tự như vậy, muốn nhân một phân số với một số nguyên thì chúng ta cũng lấy số nguyên nhân với lại ngược lên. Đó là nội dung nhận xét trong sách khoa. Một em đọc lại với thầy giáo. Thầy mời Phương nào. Em cho thầy là muốn nhân một số nguyên với một phân số hoặc một phân số với một số nguyên, ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu. Thầy mời Hoa nào. Em cho thầy muốn nhân một số nguyên với một phân số hoặc một phân số với một số nguyên, ta nhân số nguyên với tử các phân số và giữ nguyên mẫu ạ. Bây giờ thầy đã có một ví dụ để vận dụng luôn. Ví dụ thầy có 3 nhân với lại 1/5 thì bằng bao nhiêu nào? Thầy giáo mời Mai nào. Em nói thầy 3 nhân 1/5 thì sẽ bằng bằng 3/5 ạ. Đúng rồi, bằng 3 nhân 1. Thế nhá. Thầy giáo mời một em tiếp theo đọc cho thầy giáo cái Hà nào, đọc nhận xét. Em thấy là muốn nhân một số nguyên với một số phân số bằng một phân số với một số nguyên, nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu ạ. Đó nha, về nhà các em vận dụng để làm bài tập. Công thức tổng quát như sau: số nguyên a nhân với phân số b trên c thì bằng a nhân với b tất cả trên c. Đây là công thức tổng quát. Thực hiện phép tính sau câu hỏi số 4. Ở cái phần này thầy giáo đề nghị các em về nhà làm. Đây là một số nguyên nhân một phân số này. Cái B cũng thế, thầy giáo chiếu lên cho các em nhìn nhanh này, kết quả này. Thời gian chỉ còn 1 phút rưỡi nữa thôi. Đấy, đây là một số nguyên với một phân số này. Đây là một phân số với một số nguyên này, các em cứ nhân như thế thôi. Còn một số không nhân một phân số thì nhân số đó với tử này, kết quả bằng 0 này. Bằng 0 ạ. 0/31. Các em nhìn đến đây. Vậy qua bài hôm nay các em thấy hình vẽ trên thể hiện quy tắc. Quy tắc gì nào? Thầy giáo mời Dương nào. Thầy, hình vẽ này thể hiện là quy tắc là nhân phân số. Rồi,